Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối ở Cali, ở Việt Nam. Cho này bước qua là ngày thứ ba rồi và man, oh man. Các bạn đã thấy được là giá từ hôm qua tới bây giờ đó đã, đã đi xuống cũng khá là nhiều các bạn Chúng ta nhìn thấy được giá ngày hôm qua ở cái mức cao là 27.400 đô Tới mức thấp ngày hôm nay đây, cách đây khoảng chừng vài tiếng đồng hồ là chỉ có 25.390 mà thôi Bây giờ mức là 25.635 cho một BTC và nếu như chúng ta nhìn tổng quát thị trường crypto đó thì hầu hết là màu đỏ các bạn Và nếu như chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa đó thì đã giảm tổng cộng là 5% ngày hôm nay BTC giảm 5.2%, Ethereum giảm 4.2% các bạn, BNB giảm gần 9% Chúng ta cũng có Cardano, Dogecoin, Solana đều giảm cũng khá là nhiều các bạn Từ 8 cho đến 10% ngày hôm nay Ngày hôm qua chúng ta cũng vừa nói đến là giá BTC mức là khoảng 27.000 đô đó cũng đã khoảng chừng 3 tuần rồi à, Thì sớm mua gì cũng sẽ có một cái sự dao động mà mới hôm nay thôi thì các bạn đã thấy được là giá đã đi xuống 5.2% thì chuyện gì đã xảy ra như mơ nào mà theo tin tức nhất là theo do thuận capital trên mạng sau thì cũng đã nắm bắt được một phần thông tin rồi à, chúng ta cũng đã biết đó là trăng tròn indicator không phải chuyện đùa các bạn <laughs> Thường đã có chia sẻ với các bạn là chăn tròn là ngày 3 tháng 6 Thường nói giỡn với các bạn một chút thôi Những ngày thế này đó thì chúng ta cũng cần phải tìm thấy nụ cười từ một nơi nào đó Nhưng mà hôm nay đó thì cái thông tin lớn nhất mà tôi muốn dành thời gian trong video này đó chính là chia sẻ với các bạn cái tình hình vụ kiện giữa SEC và Binance Cái vụ kiện này đó thì có rất nhiều những chi tiết các bạn và Thuận muốn dành thời gian để các bạn nắm bắt được những chi tiết đó để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình các bạn có thể có được một cách nhìn tổng quát hơn và Thuận đang nghĩ gì về vụ kiện này cũng giống như là có những cái quẩn khúc gì xoay quanh vụ kiện này mà các bạn cần định hiểu đó là điều mà Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ ngày hôm nay với các bạn cũng như là tại sao ngay thời điểm này lại có cái điều kiện liên quan tới SEC và Binance mà không phải là trước đó mà không phải là sau này. Đó là những gì mà chúng ta sẽ nói đến cũng như là một số những thông tin nổi bật khác. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu đó thì ngày mai buổi chiều Thuận bận ra ngoài một chút. Không biết là mấy giờ Thuận mới có thể về nhà được. Nếu như mà ngày mai mà Thuận về trễ đó thì sẽ không có video cho các bạn. Nhưng mà Thuận sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin trên những mạng xã hội. Rồi chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì cái dự kiện liên quan tới SEC và Binance thì hồi sáng này nhiều người cho là tin đồn mà thôi nhưng mà không phải đâu các bạn Đây là một cái dự kiện thật và chúng ta đã nhận được một cái văn bản chính thức dài 136 trang các bạn Thuận thì không có thời gian để mà đọc hết văn bản này ngày hôm nay Thuận chỉ lướt qua mà thôi Nhưng mà những cái phần mà quan trọng nữa Thuận đã đọc rồi cho nên thường cũng đã chia sẻ một bài tóm tắt với các bạn về dự kiện này Nhưng mà để hiểu rõ hơn về vụ kiện này đó, thì chúng ta trước hết hãy nhìn vào một cái biểu đồ đây là cái kết cấu cơ chế của Binance dựa theo tài liệu đến từ SEC Không biết là đây là cái biểu đồ SEC tự làm ra hay là trước đây Binance đã cung cấp cho SEC Chúng ta không biết, chỉ biết đây là cái tài liệu đã được đề cập đến trong vụ kiện này thì ừ. chúng ta sẽ xem qua những cái công ty thuộc quyền sở hữu của CZ Rồi chúng ta sẽ hiểu hơn về những gì mà SEC nói Dựa theo biểu đồ này đó thì chúng ta sẽ được là CZ là người đứng đầu của tập đoàn này và chúng ta nhìn thấy được bên dưới này đó có những công ty mà CZ đã sở hữu 100% các bạn. Đầu tiên hết đó, chúng ta có sàn Binance nó nằm ở trong một cái phần gọi là Binance Holding Limited. Phần này là các bạn thì sàn Binance nằm trong phần này thì đương nhiên điều này cũng không có gì gọi là quá lạ các bạn. Ai cũng biết sàn Binance của CZ. Chúng ta cũng có kế bên đó là Sigma Chain AG. À, chúng ta cũng có thêm một công ty nữa là Madpig Limited. Đây là một cái đơn vị được nói đến về SEC. SEC đã cáo buộc đây là một cái công ty thuộc quyền sở hữu của CZ và công ty này là cái công ty mà đứng trung gian để mà chuyển tiền qua lại giữa Binance US và Binance. Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Chúng ta sẽ có một cái công ty nữa là CoinMarketCap mà nhiều bạn quen biết. CoinMarketCap đó là một cái trang web mà đã bán cho CZ cách đây vài năm. Rồi chúng ta có CPZ. Holding Limited thì cái này là cái gì các bạn? Chúng ta đã thấy được là CG sở hữu 100% của công ty CPG này và bên dưới CPG này đó là công ty Bam Management Limited. Thì các bạn được là nếu các bạn đi theo mũi tên đó thì CG sở hữu 100% của công ty CPG này cũng đồng nghĩa là sở hữu 100% của công ty Bam Management Limited này. Thì công ty Bam này là công ty gì các bạn? Thì trả trở về cách đây vài năm đó khi đó thì sàn Binance US đã ngưng hoạt động cho người Hoa Kỳ à, Các bạn đã biết là cũng tương tự như gần đây đó, Binance đã không hoạt động ở một số quốc gia nữa Thì cách đây vài năm Binance đã quyết định là sẽ không tiếp tục cung cấp dịch vụ người Hoa Kỳ nữa Và thêm vào đó họ đã mua lại một công ty có tên là Ban Management Limited Họ thành lập công ty này hay mua thường cũng quên rồi Nhưng mà công ty này đã xuất hiện và công ty này đó đã, đã chăm vốn vào một công ty khác 81% 100% vốn vào công ty có tên là BAM Management US Holdings và 19% vốn còn lại đó là đến từ những nhà đầu tư năm 2022 họ góp vốn vào để thành lập công ty BAM Management US Holdings này. Nếu các bạn đi theo cái mũi tên đó, thì CZ sở hữu 100% của công ty BAM Management và công ty này sở hữu 81% của công ty BAM Management US như là CZ sở hữu 81% của công ty này. Rồi cái công ty này đó lại sở hữu một công ty khác nữa 100% là sở hữu công ty BAM Trading Services in Và công ty bên trên này đó BAM Management là sở hữu 100% của công ty bên dưới này Cũng đồng nghĩa là gì các bạn? Đồng nghĩa là CZ sở hữu 81% của công ty BAM Trading Services này Và 19% sở hữu bởi những nhà đầu tư khác Và công ty BAM Trading Services chính là công ty Binance US Mà chúng ta biết dựa theo biểu đồ này đó đây là cái kết cấu pháp lý của đế chế của CZ và Binance. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh đây là cái thông tin được đề cập đến trong văn bản kiện của SEC. Như các bạn nhìn trên màn hình ở trang 12 trên 36 thì chúng ta không biết được là cái độ chính xác của cái thông tin này là như thế nào Nhưng mà ít nhiều gì đó, đây là cái thông tin mà SEC dựa vào để kiện CZ và Binance Điều quan trọng hơn đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái hồ sơ khiếu nại của SEC đây là văn bản tóm tắt để thuận đi vào từng phần một để các bạn hiểu rõ hơn đây đó là một cái văn bản kiện không phải chỉ riêng Binance US có một số bạn nói là sàn Binance.com là sàn quốc tế không có mặt ở Hoa Kỳ cho nên vụ kiện này đó chỉ xoay quanh Binance US mà thôi thì không phải đâu các bạn trong vụ kiện này đó là họ kiện cả ba đơn vị thứ nhất là sàn Binance.com nghĩa là cái sàn mà dự bạn đang sử dụng bây giờ rồi Binance US là sàn mà những bài nào Hoa Kỳ đang sử dụng và CZ cùng với tất cả những công ty tổ chức của CC đó là tất cả những đơn vị mà dính trong cái vụ kiện này trước khi chúng ta tiếp tục đó, thì có một điều khác các bạn cần phải hiểu là khi chúng ta trở về trang đầu tiên của cái vụ kiện này chúng ta sẽ thấy được đây là một cái vụ kiện gì các bạn đây gọi là civil action có nghĩa là đây là một vụ kiện dân sự chứ không phải là hình sự đây là điều mà chúng ta cực phải hiểu SEC chỉ có quyền kiện dân sự mà thôi Không có quyền kiện hình sự Nếu như muốn kiện hình sự đó thì phải có bộ tư pháp Cho nên chúng ta đã nhớ đó là trong vụ kiện với lại like FTX Thì SEC chỉ kiện về tội chứng khoán thôi Nhưng mà đó là vụ kiện dân sự Rồi sau đó DOJ, có nghĩa là bộ tư pháp Đã phải uh, giao cuộc để kiện hình sự Bây giờ chúng ta chỉ nghe nói tới SEC kiện dân sự mà thôi Đó là điểm rất là quan trọng Cho đến khi nào mà chúng ta thấy có bộ tư pháp nhúng tài bảo thì chúng ta mới lo lắng hơn chứ còn bây giờ chỉ là một điều kiện dân sự. Đơn khiếu nại đó nói gì? Nói là CG và Binance đã biết các quy tắc nhưng mà không đăng ký với SEC. Đây là cái điểm đầu tiên lớn được nổi đến. Đây là một cái lời cáo buộc, tất cả là cáo buộc mà thôi tại vì chưa có ra tòa các bạn. Lời cáo buộc này đó là một cái vấn đề gây tranh cãi tại vì trên căn bản nó quy tắc không rõ ràng ở Hoa Kỳ Cho nên nói là Binance CC biết các quy tắc nhưng mà không có đăng ký BTC Thì cũng không hoàn toàn đúng đâu Với quan điểm là một nhà đầu tư và một người mà theo dõi sát tình hình của thị trường này Thuận đương nhiên không phải là luật sư rồi các bạn Và Thuận cũng không phải là thẩm phán Đây chỉ là quan điểm cá nhân của Thuận mà thôi Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì được nói đến chính là trong đơn kiện gọi tên BNB Nghĩa là lòng Binance cùng với lại symbol earn, symbol earn này đó là một cái chương trình các bạn gửi để lấy lãi và cộng với lại chương trình staking và chúng ta có BUSD có nghĩa là đồng ổn định BUSD mà bây giờ Binance nói là sẽ từ từ cho nó phai mờ đi đó Nghĩa là sẽ không có đồng mới được in ra nữa liên quan tới cái vụ kiện của Paxo chúng ta đã nhớ à, Và Paxo đó cũng đã bị cái áp lực đến từ SEC cho nên đã ra quyết định là sẽ ngưng cung cấp dịch vụ BUSD cho sàn Binance Những sản phẩm này ở trên sàn Binance US đó chính là những chương trình đầu tư như là những chứng khoán cần phải được đăng ký thì cái này nó có hợp lý hay không các bạn? Có tiền lợi chưa? Thì nói chung cũng 50-50 các bạn để thuần giới thích cho bạn hiểu rõ hơn Nói tới là những cái chương trình staking thì chúng ta đã biết là SEC đã từng kiện công ty Kraken Thì sang Kraken họ đã ra quyết định họ sẽ ngưng không tiếp tục cung cấp staking nữa Tại vì lúc đó SEC nói là staking chính là một cái hành động chứng khoán và cần phải được đăng ký Đó là một cái chương trình đầu tư nhưng mà chúng ta nên biết đó là Kraken thì họ không có đủ tài nguyên cho nên họ đã quyết định là sẽ bỏ chương trình staking và đóng phạt chứ không có ra to Cho nên cũng 50-50 chúng ta không biết là ra to thì khả năng thắng là bao nhiêu nhưng mà cái mà hợp lý đó là BUSD các bạn đây là một đồng ổn định nếu nói đồng ổn định à, cũng là một chứng khoán đó, thì cái này chúng ta chưa từng có tiền lợi các bạn tuy là SEC nói chung chung về đồng ổn định cũng có thể là chứng khoán nhưng mà chưa hề ra to cho nên cái này đó thông cảm thấy là hợp lý nhưng mà về staking đó, thì đã có một tiền lợi đó, chính là sàn Kraken và BNB Nghĩa là đồng Binance có phải là chứng khoán hay là không nữa Cái này thì nó còn khó hơn nữa các bạn Tại vì chúng ta đã biết là XRP với lại SEC đó Thì Ripple đã cùng với lại SEC kiện tụng 2 năm nay rồi Còn kết quả của XRP là chứng khoán hay không nữa Đến bây giờ vẫn chưa có biết Nếu như chúng ta thấy được là SEC thật sự là muốn ra tò liên quan tới Binance Thì đồng BNB này có phải chứng khoán hay không nữa Thì cũng sẽ tốn nhiều năm nữa Chứ không có phải là biết kết quả ngay bây giờ đâu Đây là điều thứ nhì được nói đến trong cái vụ kiện này thì các bạn đã thấy được rồi họ nói đây là những cái chương trình đầu tư những chương trình đầu tư này cần phải được đăng ký và CG Binance đã biết quy tắc nhưng mà không đăng ký đó chính là lập luận của SEC cái đó nữa đó thì họ cáo buộc họ là SEC đó cáo buộc rằng kể từ năm 2018 Binance đã cố tình thiết kế và triển khai một kế hoạch gồm nhiều bước để lén lúc trốn tránh luật pháp ở Hoa Kỳ đó là cái lời cáo buộc đến từ SEC có nghĩa là những gì xảy ra trên sàn Binance không phải là ngẫu nhiên mà Binance sẽ thiết kế một kế hoạch như vậy để mà chống tránh luật của Hoa Kỳ kế đó nữa đó thì SEC cáo buộc rằng Binance US là thuộc sở hữu của BAM Trading như chúng ta vừa nói đến ở cái phần đầu tiên của video này BAM Trading là sở hữu 100% Binance US nhưng mà đó là trên giấy tờ mà thôi trên thực tế đó, CZ và Binance.com có toàn quyền kiểm soát hoạt động và nhân viên của Binance US Đó là trong đơn kiện của SEC đến nỗi mà tất cả những hoạt động của Binance US đều phải thông qua CZ và Binance.com hết Kế tiếp đó, thì SEC cáo buộc rằng bên ngoài Binance tuyên bố là họ không cung cấp dịch vụ cho người Hoa Kỳ nhưng mà dưới vỏ bọc CZ chỉ đạo nhân viên của mình cho phép giao dịch cho các cá nhân giàu có để tiếp tục trade trên sàn Binance.com và SEC nói là nhân viên của sàn Binance đã gợi ý cho những người mà giàu có có thể tiếp tục hoạt động trên sàn Binance tiếp tục trade bằng cách là lách hay là bằng cách là sử dụng những cái như là vpn để có thể là không cho biết mình đang ở nơi nào về phần này đó, thì tất cả đều phải dựa vào là scc có những bằng chứng gì ở trong văn bản kiện đó, thì cũng không có để rõ là họ có những bằng chứng gì ngoài cho việc là họ trích dẫn một số những câu nói của những nhân viên trước đây mà thôi đó là những cái lời nói một phía mà thật các bạn chúng ta vẫn không có nghe nói tới là bất cứ một cái bằng chứng chi tiết nào có thể chứng minh được đây là sự thật đó là điều kế tiếp kế đó nữa đó thì scc cáo buộc là cg đã huy động vốn từ binance hoa kỳ và chuyển hàng tỷ tài sản từ tiền của người dùng vào công ty merit peak à, có nghĩa là cộng với lại tiền công ty và tiền với, à, của khách hàng đã trộn lẫn với nhau rồi gửi ra bên ngoài thông qua công ty merit peak một công ty mà CZ kiểm soát của Hoa Kỳ và đã chuyển những tài sản đó cho bên thứ ba đó chính là cái công ty mà chúng ta nói tới ở phần đầu video của bạn công ty Merit Peak này đây là công ty mà SEC cáo buộc là chỉ là một công ty rỗng mà thôi dùng công ty này để chủ yếu là trộn tiền giữa sàn một khách hàng rồi đem đi nơi khác đó là cái điều cáo buộc kế tiếp kế tiếp nữa đó thì SEC cáo buộc rằng Binance US cho phép Wall Street và tuyên bố rằng họ có bằng chứng về một tổ chức Wash Trade thuộc sở hữu của CZ nhằm mục đích thổi phòng khối lượng và giá của tài sản trên sàn Binance US Wash Trade gì các bạn Wash Trade có nghĩa là những cái giao dịch nhanh á nó giống như là các bạn vừa bán xong lại mua vừa mua xong lại bán thì SEC nói là trên sàn Binance US đó có một tổ chức chuyên để thổi phòng khối lượng giao dịch bằng cách là họ mua bán liên tục tạo cho người dùng có một cái cảm giác là đang có rất nhiều người giao dịch nhưng mà trên căn bản đó thì không có khối lượng dịch nào hết và SEC nói là tất cả những gì được đề cập đến bên trên gây lo ngại về xung đột lợi ích và họ cáo buộc là Binance và Binance US là đại lý môi giới chứng khoán mà không có đăng ký và họ cáo buộc là Binance và Binance US là Trading đó, đang lừa đảo và lừa dối người dùng bằng cách không nói sự thật về mối quan hệ thực tế giữa các công ty vì trường hợp này liên quan tới người dùng Binance US, Merpeak cũng là công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ và họ cáo buộc là sàn Binance.com vẫn cho người Hoa Kỳ sử dụng sàn đó vì lý do đó họ nói là họ có thẩm quyền và đó là lý tại sao mà họ nộp đơn để mà khiếu nại sàn Binance Điều mà các bạn nên hiểu đây đó là có thể hiểu chung quy như thế này À, nhìn chung đó, khiếu này này từ SEC cũng khá là nghiêm trọng các bạn Họ đã đưa ra rất là nhiều à, những cái lời cáo buộc à, Và quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ được là cái lời cáo buộc cuối cùng này Thông cảm thấy đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất à, Đó chính là Binance và Binance US đang lừa đảo và lừa dối người dùng đây không phải là một cái từ ngữ mà sec sử dụng đâu các bạn thường đó sec sử dụng à, những cái từ ngữ như là đã không có à, cung cấp đầy đủ tài liệu cho người dùng khiến cho người dùng không hiểu hết những rủi ro hay là đây là một cái à, chứng khoán mà chưa được đăng ký đó là những gì mà họ đã nói tới bên trên này các bạn thì nói chung những gì đều nói tới bên trên này đó không phải gì mới mẻ mỗi lần mà sec kiện một sàn nào hay là công ty crypto nào đó họ cũng dùng những từ ngữ tương tự như vậy mà thôi họ cũng nói là cái À sự quan hệ giữa những cái công ty này không có rõ ràng khiến cho người dùng không hiểu hết những rủi ro, nhưng mà cái phần cuối cùng này đó thì gần như là họ muốn ám chỉ Binance là một đơn vị lừa đảo các bạn và đây không phải là một từ ngữ mà có thể tung ra bừa bãi đâu. Đây là một trong những cái cáo buộc liên quan tới hình sự, nhưng mà chúng ta cũng đã biết đây là một cáo buộc nhân sự mà các bạn, tại vì SEC đâu có quyền để mà kiện hình sự đâu. Cho nên điều mà chúng ta quan tâm đến chính là chúng ta đang chờ xem coi là có thêm động thái gì đến từ uh, bộ tư pháp của hoa kỳ là không thương đó nếu như mà bộ tư pháp cùng với lại SEC để đương kiện một ai đó thì họ sẽ kiện một lúc luôn như là như chúng ta đã uh, thấy trước đây nếu như mà bộ tư pháp không vào cuộc đó thì cái lời cáo buộc này cũng như bằng không mà thôi tại vì SEC đâu có thẩm quyền À, về cái lĩnh vực này những cái mà bên trên này đó thì đây là dân sự của bạn cung lắm thì đó chính là đóng phạt mà thôi những công ty nào mà không đủ tiền đóng phạt thì sẽ dẫn đến là bị phá sản nhưng mà Binance sẽ nghĩ là cái tài chính rất là dồi dào không có thua kém gì thậm chí còn hơn cả Ripple cho nên tôi nghĩ là tiền bạc cũng không phải là vấn đề đâu tóm lại đó thì SEC nói là Binance.com họ không thích vì vẫn cho phép người Hoa Kỳ sử dụng Không phải ai cũng sử dụng được, họ nói những người giàu ở Hoa Kỳ đó Thì Binance.com vẫn du gì và cho họ sử dụng điều thứ nhì Họ nói là Binance US là một phần mở rộng của Binance.com Chứ không phải là một công ty riêng biệt như là CZ tuyên bố Đây là hai điều được nói đến thì họ muốn gì các bạn ở đây Đương nhiên Họ muốn gì chỉ có họ biết mà thôi. Thường chỉ có thể là chia sẻ theo cái suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi. Thứ nhất là thường nghĩ là họ muốn có một cái ranh giới rõ ràng giữa Binance.com và Binance.us. Điều đó nghĩa gì các bạn? Điều đó có nghĩa là CG phải nhường hết tất cả cổ phần đó lại cho một ai đó mà không phải là thành viên của Binance.com để có thể chứng minh là Binance.us là một cái công ty hoàn toàn riêng biệt chứ không phải là một cái công ty mà thuộc sở hữu của Binance.com thứ nhì nếu như mà điều đó đó không xảy ra đó thì có thể là binance us à, đóng cửa ở hoa kỳ thì binance com mãi mãi là một đơn vị hoạt động ở ngoài hoa kỳ và sẽ không có bất cứ dính dáng gì liên quan tới hoa kỳ nữa đó chính là những gì mà thường đang suy nghĩ hiện bây giờ tuy nhiên như thường đã chia sẻ đó đây chỉ là những lời cáo buộc mà thôi và trong cái đơn cáo buộc này đó không chỉ riêng là nói tới Binance, Binance US, BNB mà chúng ta được là họ cũng đã thống kê một số những token mà SEC nói là chứng khoán các bạn và chúng ta thấy được là ngoại trừ BNB, BUSD ra thì trong cái đơn kiện này đó SEC cũng nói là Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Adam, Sand, Mana, Algo các bạn Algo là một trong những đồng mà khi mà Gay Cancer còn là giáo sư ở trường đại học MIT đó thì lúc đó chính Gary Gansler là người mà nói tốt về Algo Bây giờ thì ông ta nói là Algo là một chứng khoán x Infinity, Cody Và cộng thêm bên dưới này nữa các bạn là AMP Đồng OEP là Thường nhớ đây là đồng OG lâu rồi Ít ta nói đến Đồng OG, UST và đồng Tron Tất cả những đồng này đều là chứng khoán trong vụ kiện này hết các bạn Wow Lần này ra thì SEC chơi lớn thì các bạn Giống như là tuyên chiến với toàn bộ cộng đồng crypto và chúng ta cần phải đoàn kết và sẽ không cúi đầu trước sự đàn áp này đâu các bạn nhưng mà các bạn có thấy là có một điều thú vị là cho đến ngày hôm nay SEC chỉ gọi đến tên những đồng lớn là ngưng ở mức là Cardano và XRP thôi chưa bao giờ nói đến là tiêu nhầm hết tại sao vậy các bạn có phải SEC đang e ngại điều gì giờ đây thì đâu còn gì nữa đâu mà sợ nếu như mà đã nêu tên hầu hết tiếng đồng lớn như là Solana, Algo, Cardano, XRP, ngay cả như đầu ổn định là BUSD cũng đã Newton luôn rồi Thì ngại gì bỏ Ethereum vào đó luôn Tại vì Gary Chancellor luôn nói là ngoại trừ BTC Tất cả đều có thể là chứng khoán Thì tại sao lại không liệt kê cả Ethereum Thì có rất nhiều cái thuyết âm mưu ở đây Thường không phải là một người thích nói nhiều về thuyết âm mưu Nhưng mà thôi chỉ có thể chia sẻ sự thật với các bạn Sự thật đó là chúng ta trả trở về cách đây khoảng chừng một năm Chúng ta đã nhận được một cái thông tin Đây là một cái vụ kiện các bạn Lại là một vụ kiện nữa nhưng mà đây là cái vụ kiện giữa hai đơn vị khác nhau. Chúng ta có hai đơn vị, đó. đơn vị đầu tiên có tên là CAG hay còn gọi là Consensus AG các bạn và đơn vị thứ nhì có tên là CSI hay còn gọi là Consensus Software Incorporated. Thì trong cái vụ kiện này đó là liên quan đến những cái nhân viên cũ của công ty CAG này à, đã kiện Joe Lubin và đã kiện à, CSI về việc là công ty CSI này đã thu mua lại hai cái phần mềm rất đáng giá của công ty CAG đó chính là phần mềm gì các bạn thứ nhất đó chính là phần mềm MetaMask MetaMask là cái ví mà hầu như bạn nào cũng sử dụng và thứ nhì đó chính là phần mềm có tên là Infura các bạn Infura là cái hệ thống nô của Ethereum thì nói chung đây là hai cái phần mềm cực kỳ đáng giá đáng giá cỡ nào các bạn đáng giá đến nỗi mà trong bài viết này đó đã cho thấy được là sau khi mà đã bán cho CSI đó, CSI đã có thể dùng cái phần mềm đó để có thể kêu gọi vốn các bạn tại vì họ đã có bản quyền rồi thì họ đã kêu gọi được vốn dẫn đến là giá trị của công ty CSI đã lên tới 3 tỷ đô la thì những cái Nhân viên cũ này kiện Cho Lubin Cho Lubin chính là cái người của Consensus các bạn Là người dẫn đầu của công ty Consensus Thì Cho Lubin là đương nhiên một người Mà chuyên về Ethereum Một người mà rất là yêu thích và đầu tư rất nhiều về Ethereum Và hai phần mềm chúng ta vừa nói đến Infura và Metamask Cũng là hai phần mềm cực kỳ quan trọng cho hệ sinh thái của Ethereum Và Cho Lubin đó, Ngoại trừ là việc là cổ đông của công ty CSI ra cho Lubin cũng là cổ đông của Công ty CAG Và những người này nói là vì cho Lubin Xung đột lợi ích cho nên đã Tìm cách để cho CSI thu mua Được CAG bằng cách Nào đó khiến cho cổ đông cũng không biết luôn Dẫn đến là bây giờ rồi cổ đông Nói là cái việc bán phần mềm này đó phải được loại bỏ tôi không biết là cái dự kiện này đã đến đâu rồi nói chung là những cái cổ đông của CAG họ nói là đã bán cái giá quá thấp rồi bây giờ phần mềm đó họ muốn lấy chơi về và trả tiền lại cho công ty CSI tại vì giờ phần mềm nó rất đáng giá nhưng mà đây không phải là điều mà tôi muốn nhấn mạnh điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn có biết là công ty CSI này có những cổ đông nào hay không đó chính là JP Morgan các bạn JP Morgan À, là cổ đông sở hữu khoảng chừng 10% của công ty CSI này Và thêm vào đó nữa đó JP Morgan lấy 10% của CSI à, Bằng cách là đưa 39 triệu Thực ra đây là cái số tiền mà Joe Lubin đã mượn Công ty JP Morgan Chase, ngân hàng Chase các bạn Thì cái số tiền này coi như là bỏ qua, không đòi nữa Để lắp vào đó là 10% cổ phần của CSI giao lại cho JP Morgan. Nhiều người cho đây là lý do tại sao mà Gary Gensler đã không nói đến Ethereum. Mỗi lần nói đến Ethereum thì ông ta lại khẩn lại tại vì có thể đứng sau lưng Ethereum có rất nhiều thế lực. Đó là một thứ môn mà thôi, tôi chỉ chia sẻ những thông tin thật với các bạn. Và chúng ta cũng nên hiểu là Ethereum thì có một đơn vị gọi là Enterprise Ethereum Alliance. À, thường nghĩ là những bạn mới tham gia giống như là một hai năm qua nó có thể các bạn chưa bao giờ nghe nói tới đơn vị này đây là một đơn vị cực kỳ lớn và nổi tiếng các bạn và đây là đơn vị đương nhiên ủng hộ Ethereum và gần đây hơn nó thuận cảm thấy là nhiều bạn tham gia đó không có rõ về lịch sử của Ethereum cho nên cứ nói là dự án này được hỗ trợ bởi công ty lớn này, công ty lớn kia, dự án kia được hỗ trợ bởi quỹ này, quỹ kia nhưng mà nhiều bạn thì lại quên đi thế lực đứng sau lưng của Ethereum là những cái thế lực lớn như thế nào khi mà họ muốn tiếp tục phát triển Ethereum, các bạn chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đó chính là những cái board members, có nghĩa là đây là những cái uh, hội đồng quản trị của Ethereum Enterprise Alliance này các bạn thấy được chúng ta có những công ty gì bên này đây các bạn đây là TP Morgan là một trong những đơn vị ở trong cái hội đồng quản trị này chúng ta có Microsoft chúng ta có EEA chúng ta có San Standard đây là một trong những ngân hàng có rất nổi tiếng các bạn chúng ta cũng có những cái công ty ở trong Big Four các bạn nghĩa là bốn công ty kiểm toán lý toàn cầu rồi chúng ta có Ernst Young nghĩa là EY và chúng ta cũng có Accenture nói chung đó thì các bạn hãy được là Ethereum được khẩu thuẫn rất là lớn và sàn Coinbase những mà nào mà đã đọc về văn bản của sàn Coinbase khi mà họ thành lập sàn đó thì trước đây họ thành lập sang Coinbase chỉ vì một lý do duy nhất đó là họ muốn gây dựng một cái mạng lưới ứng dụng trên mạng lưới Ethereum sau này à, bây giờ thì có thể khác được các bạn nhưng mà trước đây đó Coinbase chỉ hỗ trợ mạng lưới Ethereum mà thôi và các bạn cũng đã nhớ là cách đây cũng không có lâu các bạn, cách đây 2 năm đó thì Consensus, công ty của chú Lưu Bình cũng đã thành công kêu gọi được 465 triệu. Và đương nhiên các bạn thấy được là ai đã chăm vốn vào JP Morgan, Mastercard, UBS. Đây là lý do mà nhiều người thường hay gặp đến là tại sao mà Gay Canceller lại thường hay khựng lại khi mà nói tới theorem thật hay giả thì các bạn có thể tự đưa ra câu trả lời. Nhưng mà chúng ta thấy được là những đồng đã tuyên bố ngày hôm nay là những đồng mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn. Các bạn có lưu trữ những đồng này hay là không các bạn hãy... Comment ở dưới nếu các bạn đang lưu chuyện trong này thì các bạn có lo ngại hay là không Và nói tới những cái chứng cứ mà SEC đề cập đến trong văn bản này đó Thì tôi không biết là đây là tất cả chứng cứ hay còn những thứ nào khác mà họ không có nói đến trong văn bản kiện Nhưng mà trong văn bản kiện đó thì các bạn thường họ trích dẫn những cái lời nói Từ những người mà đã đứng ra chỉ trích CG và Binance Đây là lời nói có thể là phiến diện mà các bạn chúng ta không biết được là những lời nói trích dẫn này đó có đầy đủ hay là không hay là có thật sự là điều này đã xảy ra ở sàn Binance hay là không chúng ta chỉ có những lời nói từ những nhân chứng này mà thôi giống như đây là lời nói đến từ BAM CEO thì BAM CEO nói đó là rất rõ ràng là người vận hành công ty đó chính là CG chứ không phải là CEO của BAM BAM là cái đơn vị mà sở hữu hoàn toàn Binance US có nghĩa là người này ám chỉ là CZ là người đứng sau lưng để mà quản lý toàn quyền Binance US. Các bạn thấy được là đây lại là một cái trích dẫn đến từ Binance CCO thì đây là trích dẫn từ năm 2020 các bạn. Binance CCO các bạn không phải là CEO mà là CCO. Đây là một cái giám đốc quản lý quy định công ty chứ không phải là giám đốc điều hành thì Binance CCO đã nói là chỉ thị của ban lãnh đạo là binance.com không muốn được quản lý bởi bất cứ một luật nào hết, cho nên mới thành lập binance US để có thể tách luật được. Rồi chúng ta lại có thêm một phần khác nữa. Đây là trích dẫn từ một nhân viên cũ của sàn binance nói là được chỉ thị từ cấp trên là tạo ra những cái giao dịch giả. Có thể nói là 99% của cái giao dịch trên Binance.US liên quan tới Sigma Chain đó là những cái giao dịch giả được tạo ra để thu hút người ta vào sàn Binance.US để mà trade. Một lần nữa các bạn được đây chỉ là những cái lời trích dẫn từ những người mà thôi chứ còn bằng chứng thật đó thì không biết là SEC có hay là không.